Ta-da! Nhớ SEO, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình và mình là Cuối Ca. Hôm nay mình và các bạn cùng khám phá trong đơn hàng lần này chúng ta sẽ có những gì với các bạn. Để cho màn hình các bạn, chúng ta sẽ có làm đua tập 14 nè, Chasuman tập 11, Ali in Borderland tập 8, bị đổi của nhóm Anh Hùng tập 1, Manga các bạn và lớp học thùng quần tập 14. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và comment một con số phía dưới nha. Nếu video này sau một tuần đạt được 1000 view, mình sẽ dành tặng cho 10 bạn, mỗi bạn một cuốn bất kỳ trên màn hình nha các bạn. Các bạn nhớ like, subscribe và comment con số phía dưới nha. Và bây giờ mình sẽ mời các bạn cùng khám phá những tập truyện trước khi mình review chính thức hơn về những tập truyện nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá Lâm Tôn tập 14 nha các bạn. Chúng ta được một cái ubi. Đây một cái ubi nha, rất là dày dặn nhưng không được cái bóng nha các bạn. Đây là cái ubi tập 14 chúng ta. Chúng ta đối với phiên bản này, các bạn mua trực tiếp thì các bạn có thể lựa được hai bìa các bạn, và mình đã mua trực tiếp và lựa hai bìa. Bìa thì bìa ngoài nè, không được cắn bóng nha các bạn, không được cắn bóng nha. Bìa đây bìa trong nè cũng không được cắn bóng luôn. À, cả hai bìa không có bìa nào được cắn bóng hơn. À, cho bạn, nhưng mà mình vẫn cảm giác là mình thích bìa bên ngoài hơn là bìa trong nha các bạn. Đây là hình ảnh hai bìa của tập 14. Còn đây là bên trong nè các bạn. Chúng ta sẽ có một cái trang giấy nến màu xanh nè. Còn chúng ta sẽ có một số trang màu. Đây hai trang màu nha. Bên trong nữa chúng ta xem hình ảnh này là bên trong nè. Và ra chúng ta sẽ có thêm một số trang màu chì nha các bạn. Ở phía sau đây, đây là một trang một số trang màu chì nè, khá xịn sò, nhìn rất là bắt mắt. Đó, xịn sò nha các bạn. Bộ này là bộ mua lại và được làm lại nha. Đây là Amdun tập 15, chì được in và gia công chỉ 8.000 bản thôi. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và comment con số thích phía dưới nha. Xin chào và hẹn các bạn trong những video lần sau.